báo trung tung ảnh bạn gái luật sư tin đồn của song Song ki đúng chuẩn nữ thần ngành luật từng lên sóng KBS. Mới đây, loạt trang tin tức xứ chung đã gây xôn xao dư luận khi tung ra loạt ảnh diện mạo bạn gái tin đồn của Song Jong Ki. Nữ luật sư này được biết đến là kém Song Jong Ki 10 tuổi theo chương trình gây sơn, hé lộ, mới đây đã ly dị sau một năm kết hôn với bạn học cùng trường trung học. Nữ luật sư này họ Han, 26 tuổi, từng xuất hiện trên rất nhiều trang diễn đàn, mạng xã hội của sinh viên và công chức ngành luật vì vẻ đẹp xuất chúng. Han từng lên sóng đài KBS trong một chương trình, và sau đó gây bão vì nhan sắc không vừa, giống cô giáo ngốc nổi tiếng của gia đình là số 1, Seo Min Jung. Han được tôn làm nữ thần ngành luật, mỹ nhân hàng đầu của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tư pháp Hàn Quốc, Judicial Research and Training Institute. Chân dung mỹ nhân ngành luật đang dính tin đồn hẹn hò song Jong Ki. Cô nàng này từng lên sóng đài KBS, và ngay lập tức trở nên nổi tiếng khắp ngành luật, vì diện mạo giống nữ diễn viên Seo Min Jung. Han cũng có mặt trong khá nhiều bức ảnh chụp công khai của công ty luật. Hiện song Jong Ki và nữ luật sư họ Han đều cực lực phủ nhận tin đồn tình ái, tuy nhiên công chúng vẫn bán tín bán nghi vì chương trình gây sơn, hé lộ thông tin quá chi tiết về cặp đôi này. Ngoài ra, không ít fan mất lòng tin ở những lời khẳng định của Song Jong Ki vì trước đây anh cũng đã từng phủ nhận tin đồn tình ái một cách mạnh mẽ với Song hee Kyo, nhưng sau đó lại kết hôn luôn với nữ diễn viên đình đám này. Nguồn Flash 24 EV Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.